À, chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách thức mà sử dụng là phần mềm Vmix à, để sử dụng là livestream trực tuyến cũng như là ghi hình lại các cái học liệu của mình. Đó. thì phần mềm Vmix là một cái phần mềm ở đây mình sử dụng là phần mềm Vmix Go 2.22.0. không sử dụng 64 bit thì đây là một cái phần mềm mà có thể hỗ trợ cho chúng ta cách thức mà chúng ta à, có thể là live stream cũng như là ghi lại các cái sự kiện à, cho các cái đơn vị mình thì ở đây các bạn cũng như các bạn thấy là nó sẽ có hai cái, cái màn hình một cái màn hình ở ngay trong vị trí này là một cái màn hình mà review và màn hình bên đây là cái màn hình mà khi mà chúng ta live stream hay gì đó thì cái đây là cái màn hình mà nó sẽ hiển thị cho tất cả mọi người có thể là xem thấy được thì để livestream thì mọi người cần phải có một cái camera Thì để đưa camera vào đây thì chúng ta cứ bấm vào hạt Input Chúng ta click vào và chúng ta sẽ chọn camera Và ở đây chúng ta thấy rằng là chúng ta sẽ có Chọn là camera mà chúng ta sử dụng wow. Chẳng hạn nhỏ Input này Rồi các cái thông số về các cái độ phân giải vân vân Sau khi chúng ta chọn xong thì chúng ta sẽ bấm OK À, chúng ta sẽ bấm ok thì à, như vậy thì chúng ta đã thực hiện xong cái phần mềm add cái camera vào và đây là cái phiên trường mà mình đã setup sẵn phiên trường mình đã setup sẵn Đó, thì tiếp theo thì chúng ta sẽ à, các bạn thấy rằng là phiên trường của mình thì nó sẽ có một cái phong khi màu xanh thì chúng ta sẽ xóa phong đi xóa phong đi bằng cách là chúng ta chọn vào setup bằng cách chúng ta chọn vào setup chúng ta sẽ chọn là color key color key hay vậy dạ, chúng ta sẽ chọn là color key rồi sau đó chúng ta sẽ chọn là khi đi cái màu này khi đi cái màu này ừ. thì như thế chúng ta thấy rằng là nó đã đã xóa hoàn toàn cái 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 phong xanh của chúng ta nó khó xóa hoàn toàn cái phong xanh của chúng ta đó, rồi chúng ta bấm ok và đây chúng ta thấy rằng là cái phần mềm mà chúng ta đã xóa tất cả những cái 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 màu xanh trong cái vị trí này rồi tiếp theo thì chúng ta muốn có cái phông nền thì chúng ta sẽ cũng sẽ sử dụng là ạc input chúng ta sử dụng là một cái hình ha chúng ta chèn một cái hình vào chẳng hạn rồi chúng ta chọn frau ở đây thì mình sẽ có một cái hình sẵn một hình sẵn đó. đó ok thì chúng ta thấy rằng là đây chúng ta có một cái cái hình sẵn rồi việc ghép cái hình này và cái phong camera của chúng ta thì chúng ta sẽ thực hiện như sau chúng ta tiếp tục chọn ạc input chúng ta chọn ngay trang là Visual Set rồi chúng ta chọn Plan ha à, ở đây nó cũng có một số cái phim trường ảo sẵn cho chúng ta để chúng ta làm thì ở đây mình sẽ làm một cái phim trường ảo mới Plan rồi ở đây chúng ta đã tạo thành một cái Plan trắng như thế này rồi tiếp theo chúng ta chọn qua Setup ở đây chúng ta có background thì chúng ta sẽ chọn nè ở đây chúng ta có cái hình là camera 4 đó. À, tiếp tục là player 4 nha player 4 chúng ta sẽ hoặc là layer 1 chúng ta chọn một cái rồi chúng ta sẽ chọn camera đó, thì chúng ta thấy rằng là ở đây cái background chúng ta xóa khi chưa có uh, sạch lắm hay sau khi chưa sạch lắm bây giờ chúng ta sẽ xóa cho kỳ này cho cho sạch luôn ừ, ta sẽ cho kỳ này cho sạch luôn bắt đầu chúng ta tiến hành Chúng à, đã xóa key sạch luôn bằng cách là chọn vào auto chrome key. À, thì như vậy là chúng ta đã xóa key key sạch rồi. và chúng ta thấy rằng là ở đây chúng ta đã có được một cái uh, cái hình. À, thấy không? này là có một cái hình. hình. và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? nhiệm vụ của chúng ta là để cho cái hình này khớp với cái vị trí cái bàn thì chúng ta sẽ tiếp tục vô setup plan. chúng ta chọn là postition chúng ta sẽ thay đổi kích thước của xin lỗi, xin lỗi là chúng ta sẽ chọn là mini view. Chúng ta vô camera ha, nhờ? chúng ta click vô position. Rồi chúng ta máy di chuyển ha, di chuyển cái vị trí này, thay đổi kích thước của nó cho nó phù hợp. Thì chúng ta cứ di chuyển bình thường đến khi nào mà chúng ta thấy rằng là sao? Nó phù hợp với cái cái bàn. Đó, chúng ta cứ kéo ở đây thu nhỏ lại một chút. Rồi chúng ta cứ di chuyển các cái camera của chúng ta đến khi nào mà nó phù hợp với cái vị trí của cái bàn thì coi như là chúng ta đã đã thực hiện xong rồi, xong hết rồi như vậy là mình đã thấy cái chỗ này vị trí này nó đã phù hợp phù hợp với cái rồi rồi chúng ta bấm thoát ra thì như thấy là chúng ta thấy rằng là cái khung cảnh review của chúng ta đã, đã khớp với cái vị trí bàn của mình vị trí bàn của mình đó nha à được chưa rồi như vậy thì chúng ta uh, đã có thể là uh, có được một cái khung mà để chúng ta có thể livestream trực tiếp và ở đây thì các bạn mọi người thấy rằng đó là cái cái background này là mình đã thiết kế sẵn mình đã thiết kế sẵn bên cạnh đó thì thằng Vimix uh, Go nó có một cái hiệu ứng gọi là sử dụng cho trường quay ảo ở đây chúng ta thấy có bốn ô thế này và khi chúng ta lít mọi người thấy ạ vẫn là lít thế này thì nó sẽ sử dụng các cái hiệu ứng thu phóng và chuyển cảnh thu phóng và chuyển cảnh thì khi mà chúng ta quay phim thì chúng ta phải set up sẵn bốn góc máy bốn góc máy ở đây chúng ta cho cho phép là tối đa bốn góc máy chúng ta chọn vào cái đầu tiên ạ à, chúng ta thí dụ chẳng hạn như góc máy đầu tiên là chúng ta muốn quay cận cảnh, cảnh cái cái mc của chúng ta quay cận cảnh, cảnh mc của chúng ta hay Rồi, chúng ta muốn quay cận cảnh, cảnh mc của chúng ta thì chúng ta cũng sẽ sử dụng các cái góc máy hay thế này và chúng ta hiệu chỉnh à đây là chúng ta sẽ đây là có một cái góc máy chúng ta bấm ok chúng ta bấm ok đó. Ừ. rồi tiếp tục đó thì chúng ta góc máy thứ hai đó. chúng ta thấy rằng nào góc máy thứ hai là góc này ha rồi, chúng ta thấy cũng ổn rồi góc thứ ba là góc toàn cảnh nè ba là góc toàn ảnh nè và góc thứ tư nè thì khi mà mỗi lần chúng ta lít vào một cái ô như thế này góc ô như thế này thì chúng ta sẽ có được một cái Uh, góc máy khác nhau Và điều này sẽ rất là thích hợp Phù hợp cho cái việc mà chúng ta uh, Khi live stream chúng ta đổi cảnh Bên cạnh đó thì ở trên đây Chúng ta có nguyên một cái dàn nút là F, M, S và C Và cũng như có thể chỉnh được Cái tốc độ mà thu phóng Chỉnh được cái tốc độ thu phóng uh, Thì như vậy thì chúng ta đã có một cái uh, Phim trường ảo mà chúng ta có thể uh, uh, Thực hiện uh, live stream được Chúng ta có thể một phim trường ảo mà chúng ta thể Thực hiện live stream được Thì uh, để live stream thì các bạn cứ uh, à, click vào đây vào đây vào đây thì chúng ta cứ copy một cái Unicef vào đây và cái chim uh, trim name key trim name key vào đây đó và chúng ta cứ sao flow lại và khi mà mỗi lần chúng ta muốn like chúng ta cứ click vào cái chữ trim này thì lập tức là uh, các cái kênh của chúng ta sẽ được cập nhật ở đây thì các bạn thấy rằng là nó cũng sẽ có rất là nhiều cái kênh khác nhau ví dụ chúng ta muốn like trên YouTube chúng ta muốn like trên uh, Facebook vân vân À, thì chúng ta cứ chọn các cái server, các chọn các server khác nhau và như vậy thì chúng ta có thể là thực hiện play và một. À, chúng ta set up thì chúng ta chỉ cần set up cái thằng lần này lần đầu tiên là được, set up lần đầu tiên là được. Thì như vậy thì trên đây mình đã hướng dẫn cho mọi người cách thức mà chúng ta tạo dựng và xây dựng một cái phim trường ảo, xây dựng và tạo dựng một cái phim trường ảo. Và hy vọng rằng là trong thời gian sắp tới thì mọi người có thể thực hiện được các cái công cụ này để có thể là thực hiện tốt hơn à, mọi thắc mắc thì các bạn mọi người cứ comment bên dưới mình sẽ tiến hành trả lời trong thời gian ngắn nhất và mình sẽ tổng hợp tất cả những cái câu hỏi thắc mắc của mọi người để chúng mình sẽ giải đáp cùng lúc cho một cái video clip sau à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào một cái buổi hướng dẫn một cái bài hướng dẫn khác xin trân trọng và tạm chào tất cả mọi người